đồ cổ như vậy. À khờ, như mày mà cũng nhận ra đồ cổ hả con? Đơn giản là cái đồ cũ mà bảo quý vậy là chỉ có đồ cổ à. Đúng rồi. Con thấy đặt chỗ này không ổn. Có gì đâu không ổn. Ba ơi, ba có coi mấy phim hài không? Trong phim hài cái bình cổ quý vừa để xuống, tình huống xảy đến làm bể cái bình. Bị tụi bà, cái này là phim ảnh. Tối ngày dán mắt vô tivi coi phim có ảnh không, bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người trong nhà tập trung. Tập trung. Cái gì mà mới sáng sớm ra làm vậy trời? Tập trung. Tập trung. Tập trung cho tôi. Gì vậy bà? Ai? Ai làm bể chiếc bình cổ này? Cái gì? Công nhận cái bình đẹp thiệt, đẹp. Đẹp thiệt cho. Hô! Ê! Ê! Tôi hù quá chị. Ủa sao vậy? Ba đang cầm cái bình này hù rồi ba giật mình rất là sao. Đừng đụng vô. Cái bình này cũng xì có gì đâu mà sao mong quý dữ vậy trời. Trời đất ơi, con không nhìn ra nét đẹp của nó hả con? Nè, nhìn cái màu xanh nè của con rồng nè. Nhìn, ê đừng đụng vô. Nè, ba phải mua cái khăn mới hoàn hoàn. Mà không dám trải ra, vuốt nhẹ đồ thế chứ. Đồ cổ như vậy. À, khờ như mày mà cũng nhận ra đồ cổ hả con? Đơn giản là cái đồ cũ mà bảo quý vậy là chỉ có đồ cổ à. Đúng rồi. Con thấy đặt chỗ này không ổn. Có gì đâu không ổn. Ba đó con nghe bình cổ, ông bạn bán đồ cổ của ba, quý ba quá, thương quá, bởi để rẻ lên cho ba. Trời ơi, vừa bán vừa cho luôn hả? Ừ, vừa tặng cái người mà biết chơi đồ cổ tao mới tặng. Con có ông bạn có cái bình độc hơn này nữa, mà xin ngoài nó không cho. Con rồng đây nè, mình lắc cái con rồng nó lộn nó đẹp lắm. Không, cái đó là bình hiện đại rồi, bình cổ nó không có lộn được. Nhưng mà con thấy đặt đây không ổn thiệt đó ba. Sao mà không ổn? Ba ơi, ba có coi mấy phim hài không? Trong phim hài cái bình cổ quý vừa để xuống, tình huống xảy đến làm bể cái bình. Bị tụi bà, cái này là phim ảnh. Tối ngày dán mắt vô tivi coi phim có ảnh không, bị ảnh hưởng. Không lẽ ra ba chỉ con đang đóng phim hài hả? Cuộc đời chuyện gì xảy ra không biết được đâu. Con nói đi kiếm chỗ khác đặt đi. Đặt chỗ này không ổn thiệt. Thôi kệ tôi. Tối ngày cái ăn hoài. Ông nội ơi. Ông nội ơi, cứu con với. Ông nội. Ê, ông nội. Ông nội ơi, cứu con với. Ê, ông nội. Ông nội, đồ lăng. Cứu con với. Trời. Trời. Mấy thằng quê. Trời ơi, trời. Bể cái bình giết tụi mày. Cái bình đâu? Chết tôi rồi. À đây. Trời ơi trời trời. Ôi da, mấy cái thằng quỷ đi. Nè, không được giỡn hết trong nhà nghe chưa? Ông nội nói rồi đó. Giỡn lên tại tao không được nè. Đổ bể đồ đạc là ông nội không chịu đâu. Ủa, ai đem để cái đổ cái gì nè? Trời ơi, cái bình đâu thấy ghê vậy, ai đem nó vậy trời? Ê! Cái gì vậy? Trời ơi là trời ơi, nắm bằng hai cái ngón tay chịu nổi không? Ôi ơi, cái gì vậy? Ở đâu đem gì đây vậy? Kệ tôi! Bà làm gì làm, không được đụng tới nó. Để đâu để đó đi, chị của tôi. Ây da, trời đó. Là làm vậy trời. Tập trung. Tập trung. Tập trung cho tôi. Cái gì vậy ba? Ai? Ai làm bể chiếc bình cổ này? Cái gì? Ai làm bể bình bông hả ba? Cái này con nghĩ chỉ có cô dâu chú rể thôi. Không ba. Cái bình bông bây giờ làm sao tự nhiên bình bông bể ba vô ba nói con làm sao con biết được? Con đã nói với ba rồi. Con thấy ba thấy con nói đúng không? Cái bình này là nguy hiểm lắm, để không an toàn đâu, là nó sẽ bể. Cái miệng của con ăn mắm mà nguôi. Tập trung đi. Ai làm bể bình bông kia? Cái gì vậy? Ai làm bể cái bình bông của bình cổ của tôi? Cái bình bông này hả? Ai làm bể cái bình bông của ông vậy bê? Bình bông của con khỉ. Dạ. Cái gì vậy ba? Về ông nội. Ai làm bể cái bình cổ của tôi? Đứa nào làm bể nhỉ? Đứa nào? Ra nhận liền. Trời ơi, trời ai? Ai? Điểm danh hết trong nhà này. Không phải con là... Thằng Phúc. Thiếu thằng Phúc. Thằng Phúc đâu? Ông ơi, thằng Phúc có đi từ sớm tới giờ rồi. Vậy là nó. Thằng Phúc là thủ phạm, nó làm bể bình bông, rồi nó sợ, nó trốn đi rồi. Thằng Phúc có đi từ sớm rồi, không phải nói đâu. Ba bình tĩnh đi ba ơi, thằng Phúc có chứng cứ ngoại phạm đàng hoàng, nó đi từ sớm, lúc từ sớm là cái bình bông vẫn còn nguyên. Phải không? Nó dạ. Đi tới lúc bình bông bể nó vẫn chưa về mà ba. Dạ. Ba ơi, con nghĩ bây giờ mình phải mời cơ quan điều tra vào cuộc, lấy dấu vân tay vân chân là tự động nó lòi ra liền ba. Thôi đi. Ai? Đừng nói là tôi nghe, tôi bắt giữ của bo nghe, không phải tôi bể. Mà nếu có tôi nhận chứ bắt bể tôi sợ. Tại sao lưu tiếng? Hay là ba? Ba làm bể cái bình cổ của tôi. Tôi biết trước sau cũng nói tôi à, tôi nói trước. Ai? Không phải con nha ba.
Con là đang mệt mệt, con đang lên trên phòng con nằm nghỉ chút xíu thôi đó. Lớp phòng đồng nghỉ à? Dạ. Tại sao lớp phòng đồng nghỉ? Thường ngày bữa trưa không ngủ trưa, tại sao hôm nay lớp phòng đồng nghỉ? Vậy là ý ba nói là con làm bể bình bông xong rồi con nó xạo ba hả? Ai? Vậy là bốn, một trong bốn đứa này, đứa nào nói liền, đứa nào làm bể bình bông chứ không lẽ tự nhiên cái bình bông tôi từng cái đó nó nhảy xuống nó bể đâu? Nhà này không nuôi chó nuôi mèo, ai? Bốn đứa, đứa nào làm bể? Đâu đâu phải tụi con đâu, không thể nào là tụi con được ông ạ. Nói đây, đứa nào làm bể bước ra, không là chết chứ ông. Không phải tụi con mà ông. Đây. Không phải con mà ông nội, con thương ông nội nhất nhà luôn á. Mày không phải con ông nội à? Con không thể nào làm được điều đó. Măng mấy con ông nội, con đi chơi chiều giờ mà có nhà đâu. Đi đây, đi ra đây rồi. Con có làm, con biết gì hết á. Ông ơi, ông có chứng cứ gì không mà ông biểu là tụi nó làm? Ba có ơi, chứng cứ không? Ba bình tĩnh lại đi chứ ba cứ vậy hoài đâu tìm ra được ai đâu ba. Đúng rồi đó ba ơi, con đã nói rồi, trong những bộ phim con coi là nó y như rằng ba không chịu diễn cái phim quá. Cái miệng ăn mắm muối về lắm về cái bình cổ của tao. Ai? Đứa nào? Đứa nào? Tôi thấy trong phòng đọc sách chỉ còn một thằng Long à. Đúng rồi, chỉ có thằng người lạ không phải trong nhà này. À, nó mới không biết quý đồ đạc trong nhà này. Chắc chắn là nó. Tôi khẳng định thằng Kim Lâm phải hợp. Đập ốp, cả nhà đập ốp. Đã tìm ra thủ phạm làm bể cho bình khổ rồi. Ai? Tập hợp hết. Đứa nào? Bố đứa mày chưa đi. Dạ dạ sao? Đứng đi. Dạ dạ sao vậy? Tìm thủ phạm rồi hả? Đúng. Ai vậy? Tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể cho bình khổ. Thủ phạm đó là một trong những đứa này. Hả cái gì? Ủa ba, sao ba nói vậy vậy ba? Ba có chứng cứ chứ, bằng sự là suy luận thông minh sáng suốt của ba. Ba đã xác định một trong những đứa này là thủ phạm. Đứa nào? Con nhỏ này. Con không có làm ông ơi, sao ông mà đổ thừa con hoài vậy? Đúng rồi, ông phải không? Ông làm cho mày rung rẩy mày la nó vậy hả? Con không làm thiệt mà. Vậy là thủ phạm đó là thằng này. Chính mày là thủ phạm làm bể chiếc bình cổ của ông. Ủa ông ơi, tại sao lại là con đâu làm được điều này đâu ông? Sao không làm? Không làm à, ai mà làm mày phạm tội mày tự xưng à, tôi phạm tội đúng không? Phải chối chứ. Chuyện đó không phải không chứng à. Cái con cần là bằng chứng. Phải có bằng chứng chứ. À ha, cả nhà ta biết rồi. Cái phòng đọc sách nó gần với phòng khách nhất đúng không? Cái cự ly về khoảng cách nó xác định điều đó. Mà Long là người cuối cùng rời phòng đọc sách trước khi cái bình bị ông á. Ha gì? Nhìn gì mà nhìn? Ông ơi, đâu phải con đâu. Làm sao con làm được điều đó hả ông? Ba ơi, con thấy suy luận của ba cũng hay á. Đó. Nhưng mà con chưa hiểu ba. Tại sao? Ủa thì cái phòng đọc sách với lại bình bông à, thì mắc mới vậy nhau ba? Với đây là ở chỗ khoảng cách đó. Mẹ con nói nó là người cuối cùng rời khỏi phòng đọc sách. Mà cự ly phòng đọc sách và phòng khách rất gần với nhau. Sau khi nó đọc xong, nó tưởng tượng à, nó chạy nhảy tung tăng, nó va vào của mình bể, sau đó nó bỏ trốn. Ông ơi, ông suy luận như vậy là chết con rồi. Làm sao mà suy luận như vậy được chứ? Con không làm điều này, con không làm điều này ông ạ. Quá chính xác chứ chết cái gì? Đúng không con? Con thấy bị vô lý bà. Vô lý cái gì? Cái suy luận bà không ổn. Tại sao? Tại vì con thấy như vậy nè,
không phải ai ở gần cái bình bông thì làm bể. Ba hiểu không? Nếu như vậy thì trong phòng này ai cũng là người có thể làm bể bình bông hết. Dạ đúng rồi ba, con thấy gì? Chồng con nói đúng á. Phải không con? Dạ đúng. Đâu thể nào mình nói là cái người đứng gần bình bông nhất là người làm bể bình bông được. Ừ. Còn những người khác chỉ cần muốn làm bể bình bông không? 10 giây là có thể bể liền. Không, nhất định là khoảng cách này ngắn lắm và chỉ có một mình nó, chứ khi chưa bể là chắc chắn là nó là người làm bể cái bình gỗ này. Ông ơi, gì mệt ông quá, tôi tưởng ông mà tìm ra thủ phạm kêu tập hợp mọi người. Rốt cuộc toàn là ông suy luận ông rồi ông nói ông sáng suốt. Trời đất ơi, rốt cuộc không có tìm ra chứng cứ gì hết mà tập hợp giải tán hết đi. Đi hả? Tại sao? Trời ơi, sao không ai tin tôi hết trơn vậy trời ơi? Thủ phạm phải bỏ không trời. Nước sôi đây nha. Dạ, nước sôi. Con biết mà. Wow, canh rau dền. Canh rau dền ăn rất là mát. Đúng rồi. À, chưa con. Đấy. Thèm quá. Ờ, ông nội xuống rồi. Ông, vô vô rửa tay rồi ra ăn cơm luôn. Ba ngồi. Đồ quen của chị cả. Ngồi xuống đi. Dạ ba. Nói như mọi người biết, từ mảnh vỡ này tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể cái bình này rồi. Ai nữa hả ông nội? Ai nói thủ phạm là ai? Thủ phạm đó là một trong những người ngồi trong cái bàn này. Thôi đủ rồi. Cái gì cũng đòi đường con hết. Con làm cái gì sai? Cái gì mà đòi đường con hết vậy? Mày có hùng không? Ai nói mày? Ba nói ngồi trong bàn là gì? Chỉ có con thôi chứ ai. Ừ. Anh làm gì trong bàn này có mình anh vậy? Mà ai? Ba nói đi, ai tự nhiên ai vậy ông? Ai à, cái bảnh vỡ này nó nói lên tất cả rồi. Nhìn kỹ đi, hình con rồng đúng chưa? Dạ. Ừ, rồi sao? À, người đó có tên gần như con rồng này. Ủa nội, nhà mình có ai tên rồng nữa nội? Gần như con rồng. Gần như con rồng. Tên gần như con rồng. Cái bảnh vỡ này nói lên tất cả. Ông nói đại ai đi. Là sao ông? Là mày đó, mày là thủ phạm. À, thì ra là vậy. Vậy cái gì mà vậy, bạn biết gì mà vậy? Ông ơi, làm sao mà như vậy được chứ? Sao không vậy? Làm sao con là thủ phạm được? Rồng mà dịch ra là Long là tên của con đó. Ông ơi, đó thời ngày xưa thôi, rồng là Long mà bây giờ con là trẻ, bây giờ thời hiện đại con là Long, là dài đó ông. Mà người Việt hay là người Anh mà Long. À, không phải, mà con không phải là thủ phạm ông ơi. Làm sao mà con làm cái này? Cái miệng này là rồng, là Long. Chưa hết, là con lại rất thích màu xanh. Mà con rồng là màu xanh đúng không? Là chính con là thủ phạm. Ơi ừ, ông ơi, ông tha cho mấy đứa nhỏ cho nó ăn cơm bữa cho đàng hoàng coi ông. Nó là Long là dài, as long as you love me đó ba, tiếng Anh đó. Không, thằng Long chính là thủ phạm làm bể cái bình này. Sao ba cứ cố ép mấy đứa nhỏ hoài vậy? Mà không cố ép bà cả, chính nó là rồng, là rồng. Chính nó là thủ phạm. Trời ơi. Trời ơi, sao ba tin tôi vậy trời? Ba, máu qua hình coi ba. Con về chủ. Đứng lại, chủ. Đứng lại. Không bay được ra khỏi nhà. Đứng lại đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy nói? Bỏ đứa đi. Tập hợp. Cả nhà tập hợp. Trời ơi. Chỉ có mình vợ con nè. Đứng lại ra tập hợp. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy ba? Chuyện gì? Ngồi xuống đây đi. Dạ. Tôi xin tuyên bố cho cả nhà, tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể chiếc bình gỗ của tôi rồi. Hả? Nữa hả? Nói. Đúng. Mà đó là một trong những người có mặt ở đây. Ông đừng nghĩ là con nha. Chúc chính xác là cậu. Ông ơi, con phải giải thích ông bao nhiêu lần nữa, chuyện này không phải con làm mà ông. Được rồi, để tôi phân tích cho cậu nghe. Sáng hôm nay, lúc 7 giờ sáng, trên TV chiếu chương trình Cắm Hoa. Trời đất ơi, đàn ông con trai gì đâu mà ngồi coi Cắm Hoa say sưa vậy trời. Ủa, bà đi chợ bà? Ừ, tôi đi chợ nghe. Bà ơi bà. Ừ? Bà đi chợ bà. Ừ? Bà mua cho con hoa để con cắm nha. Ừ. Cắm hoa hả? Dạ. Nhiều hoa bà biết mua hoa nào? Hoa ly hay hoa hồng gì cũng được bà. Nè, mấy cái hoa đó mắc lắm nè con. Dạ con biết mà, bởi vậy con mới đưa tiền cho bà. Khỏi thối nha bà. Trời ơi, cái này mua đựng cây à. Con chỉ có nhiêu đấy thôi à. Không có tiền cái gì cũng gửi mua hết trơn á. Con cảm ơn bà. Cậu kêu vợ tôi mua bông về để cắm, nhưng mà cậu không dặn mua bình. Do đó khi về chỉ có bông thôi, không có bình. Cậu lấy bình cổ của tôi, cậu cắm. Đó, rồi cậu vô ý, cậu làm bể cái bình cổ của tôi. Được không? Ờ hả, thì ra là vậy. Thôi đi, bà bớt am hiểu giùm tôi coi, tôi không làm chuyện này. Trời ơi, ông ơi, con không làm chuyện này mà cả nhà tin con đi, con không làm chuyện này. Long, bạn tin con,
Cái gì vậy? Làm sao cấm bông có thể cấm vào cái bình cổ được hả ba? Trời ơi! Ba bình tĩnh đi. Ông ơi, ông có thời gian mà ông suy luận mà ông nghĩ là nó chính xác. Ông đi nghỉ ngơi giùm tôi cái đầu óc nó thanh thản đi ông ơi. Rồi. Chính xác rồi. Trời ơi, thôi mọi người ai về nhà nấy đi. Ai về nhà nấy đi. Cơm. Trời ơi. Cơm. À. Trời ơi. Tôi tìm ra thủ phạm rồi. Sao không ai tin tôi vậy? Tại sao cái suy luận của mình nó hợp lý quá mà không ai chịu tin hết trơn trời trời. Thiệt là bất bình quá. Cái gì? Ông bị gì à? Bị gì cái gì? Tại sao cái suy luận của tôi là nó hợp lý quá trời với đất mà không ai chịu tin tôi hết? Trời ơi là trời ơi. Tự suy diễn rồi nó hợp lý chỗ nào? Không hợp lý. Hết hồn hết chứ. Tôi nói thiệt ông ở không hả? Rồi ông nghĩ tùm lum tà la rồi ông ép là thằng Kim Long nó làm. Mà ông có đủ chứng cứ đâu không? Mà ép con ta làm nhảm nhí. Nhìn đi. Vậy tôi ngủ được chưa? Làm khó đi. Ngủ làm hết rồi mà. Cái gì? Trời ơi. Ông ngủ không được, ông đi ra ngoài đi, để tôi ngủ. Ngủ đi. Tự suy diễn. Nhưng mà tôi nói cái gì? Trời ơi. Tôi là hợp lý. Đi ra phải không? Đi ra phải không? Đi. Đi. Đi đi, nhưng mà hợp lý. Ông à, con xin lỗi ông nha. Wow, đẹp quá. Tại sao mình coi cắm hoa nó lại cảm giác gần với mình như vậy nhỉ? Rồi từ đây gia đình nhà chú Hạnh sẽ bất ngờ về mình lắm. Đây rồi, đưa cây kéo tay phải vuông góc 45 độ với lách hả? Sao thế thì khó hợp chơi. Chú Hạnh thấy chưa? Cả gia đình thấy chưa? Mọi người bất ngờ về con lắm đúng không? Quên. Tại sao mà mình lại quên một thứ quan trọng như vậy chứ? Đâu rồi. Mày trốn à? Mày đừng trốn tao. Mày trốn tao. Trời ơi, tại sao cái mình lại tinh tế và sắc sảo như vậy? Ôi, cái mình màu xanh, mình cũng thích màu xanh nữa. Đã thế, mình in con rồng. Mà rồng là gì? Rồng là long, là long. Bể rồi. Bể to nhỉ? Bố hả? Bố đón con càng nhanh càng tốt nhé. Con tính làm cho gia đình chú Hạnh bất ngờ vì tài cắm hoa ở con. Mà bây giờ có cái bất ngờ khác rồi. Thôi nhé. Thích quên.